Xin kính chào quý đệ tử Chúa, quý con cháu của Chúa. Buổi sáng nay thì rất vui để được gặp các thầy chiến sĩ chính đạo của tỉnh Long An. Bởi vì ngồi đây là tôi tới Chúa, là chấp sự, là ban truyền giảng, thì hết thảy chúng ta xác định Chúa đặt để mình ở giữa thế gian để lo cho công tác rao truyền tin lành cứu tội nhân. Vừa rồi đi dự cái khóa hội thảo truyền giáo của Ủy ban truyền giáo Tổng Liên hội tổ chức tại Đà Lạt, tôi nghe các ban đại diện báo cáo kết quả thì tôi mừng vì thấy Chúa ban phước cho tỉnh Long An của chúng ta. Trong 34 tỉnh thành của miền Nam thì Long An là một trong những tỉnh thành mà Hội Thánh phát triển tốt, số người tin Chúa đông. Chúng tôi vui mừng về điều đó. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị để bước vào cái mùa gặt lớn trong năm 2024 này, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của Chúa Giáng sinh. Và tôi lao rằng trong cái buổi hiệp nguyện mùa linh lần này, trang bị tinh thần cho các chiến sĩ chính đạo để rồi chúng ta trở về với hội thánh của mình, và chúng ta sẽ thực hành cái công tác truyền giảng. Cho nên nương vào công vụ đoạn 8, chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa với cái chủ đề là thực hành cái việc truyền giảng tin lành của Chúa. Xin kính mời hội đồng chúng ta đọc chung với nhau câu gốc công vụ đoạn 8 câu 4 được in trong tờ chương trình. Chúng ta cùng đọc công vụ đoạn 8 câu thứ 4. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Chúng ta thấy ở đây có hai cái phương pháp truyền giảng tin lành mà Chúa Giêsu, các sứ đồ, các môn đồ đã thực hiện, và ngày hôm nay Hội Thánh của Chúa chúng ta cũng áp dụng hai cái phương pháp truyền giảng tin lành này. Trong suốt 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giêsu đã áp dụng hai cái phương pháp để truyền giảng tin lành. Thứ nhất, Chúa giảng cho đám đông. Xin kính mời Hội Thánh đọc chung Mác đoạn 6 câu thứ 34. Chúng ta cùng đọc. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra. Thưa hội đồng, Mác đoạn 6 cho chúng ta biết là Chúa Giêsu và các sứ đồ đang rất mệt mỏi vì có nhiều người vây lấy Ngài. Rồi Chúa Giêsu lại vừa nghe tin người bạn đồng lao của Ngài là Giăng Báp-tít bị Hê-rốt chém đầu, một cái cú đau trong tấm lòng của Chúa. Cho nên Chúa đề nghị với các môn đồ rằng chúng ta hãy đi đến nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm. Đó là trong Mác đoạn 6. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy khi Chúa và các môn đồ bước lên thuyền đi đến một cái nơi vắng vẻ, dân chúng họ nghe như vậy, họ đang khao khát, cho nên họ chạy lúp xúp trên cái bờ biển. Họ tới cái nơi mà Chúa Giêsu và các môn đồ sẽ tới, bởi vì họ biết Chúa thường ở nơi đó. Họ đón đầu Ngài. Và ở đây Kinh Thánh nói rằng bấy giờ Đức Chúa Giêsu ở trên thuyền
bước ra hay là bước xuống á, thấy đoàn dân Ngài động lòng thương xót. Thưa hội đồng, Chúa mệt, Chúa cần đi nghỉ. Môn đồ mệt, môn đồ cũng cần đi nghỉ. Nhưng mà họ không cho, họ đeo theo. Và vì vậy khi thuyền cập vô cái bến đó, tôi cũng thưa với quý vị là vừa rồi chúng tôi đi thăm Sứ Thánh, rồi đi đến cái biển này thì chúng tôi mới thấy, mới hiểu được. Chứ còn mình mà ở Việt Nam, mình nghe nói rằng họ chạy lúp xúp trên bờ để họ qua chỗ bên kia họ đón, qua bờ bên kia họ đón, thì mình nói ôi làm sao mà họ chạy được. Mà quý vị ơi, đến tại biển Galilee rồi thì mình thấy dễ hiểu. Cái biển nó không lớn, gọi là biển, chứ thật ra thì nó không lớn. Và vì vậy cho nên họ rất muốn được nghe Chúa giảng, và họ chạy đi trước để đón Chúa và các sứ đồ. Cho nên dầu mệt, rất mệt, cần nghỉ ngơi, nhưng mà thấy sự khao khát của dân chúng, Chúa quên mệt, Chúa giảng. Và xin Chúa cho chúng ta cái tâm tình đó. Thế cái việc giảng tin lành là cái việc quan trọng để chúng ta có thể vượt qua những cái mệt mỏi, để chúng ta giảng cho đồng bào của mình. Chúng ta thấy rằng trong Giăng đoạn 4 á, cũng một lần nữa tại giếng nước Si-kha, các môn đồ buổi trưa giờ ăn giờ nghỉ, mà dân chúng qua lời chứng của người đàn bà Samari, họ từ trong làng họ kéo ra vây lấy Chúa. Nhưng mà các môn đồ thì vẫn dưng lắm, nghĩ rằng giờ ăn giờ nghỉ giờ trưa, cho nên bây giờ Chúa ơi nghỉ ngơi một chút ăn uống. Thì Chúa bảo rằng nhướng mắt lên, các con ơi nhướng mắt lên để thấy đồng ruộng đã vàng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta cùng cái tâm tình như vậy với Chúa. Công tác truyền giảng nó phải được đặt vào vị trí quan trọng, rất quan trọng, vì nó liên hệ đến linh hồn đời đời của thân hữu của chúng ta. Chúa giảng cho đám đông, rồi chúng ta thấy Chúa cũng giảng đạo cho một người. Trong tài liệu cho chúng ta thấy rằng Chúa cũng đã từng ngồi để giảng tin lành cho một cá nhân như là Nicodem. Chúa đã ngồi lại để mà giảng đạo cho một cá nhân như là người đàn bà Samari đến giếng nước Si-kha. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng như vậy. Khi có điều kiện, chúng ta tổ chức những chương trình truyền giảng cho đám đông. Nhưng mà nếu không được như vậy, không được quăng một cái mẻ lưới lớn, thì xin Chúa cho mỗi chiến sĩ chứng đạo sách cầm đi câu, quý vị nha, từng người đi ra làm chứng, từng người đi ra giảng đạo. Và chúng ta không bó tay bó gối ngồi chờ đợi, không, Chúa vẫn luôn luôn cho chúng ta những cái cơ hội. Ở đây chúng ta thấy Chúa áp dụng hai cái phương pháp giảng cho đám đông và giảng cho một người. Chúa cũng giảng, chúng ta thấy các sứ đồ, các môn đồ cũng thực hiện như vậy, và hội thánh ngày nay chúng ta cũng áp dụng như vậy. Trong Công vụ đoạn 8, chấp sự Philip giảng cho đám đông, trong câu 6 nói rằng đoàn dân nghe người giảng, thấy phép lạ người làm, đồng lòng lắng tai nghe người nói. Philip giảng cho đám đông ở tại Samari. Rồi trong Công vụ đoạn 6 mà chúng ta nghe đọc từ câu 26 cho đến câu 40, Philip giảng cho một người hoạn quan
Ethiopia. Thế thì ngày hôm nay hội thánh của chúng ta cũng áp dụng giảng cho đám đông. Dạ, đám đông cấp chi hội, giảng cho đám đông để chúng ta tổ chức trong cái cấp ban ngành, rồi thậm chí có thể các chi hội trong tỉnh Long An chúng ta họp lại với nhau, hợp tác với nhau để tổ chức một cái chương trình truyền giảng nó có một cái quy mô lớn hơn nữa, cấp tỉnh thành, cấp chi hội, cấp ban ngành, miễn là làm sao mình đem tin lành đến cho đồng bào của chúng ta. Rồi ngoài hai cái phương pháp giảng cho đám đông, giảng cho một người, thì ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái phương tiện mà xã hội cung ứng, và nếu Chúa cho chúng ta tận dụng được nó, chúng ta có thể giảng tin lành qua Zoom. Quý vị nhớ cái thời mà bị Covid đó, mình không đến nhà thờ được, mình không tập trung được, nhưng mà mình vẫn có thể tổ chức giảng tin lành được qua cái Zoom để mời thân hữu anh em. Họ có thể ngồi tại nhà, họ mở trên laptop của họ, trên TV của họ, để nghe tin lành qua Zoom, qua phone, qua những trang web, vân vân. Và chúng ta cảm ơn Chúa một điều rằng, quý vị thấy đó, có những người họ sang bên nước ngoài, họ được gặp Chúa, họ thấy phước hạnh của cái người ở trong Chúa, họ làm gì? Họ gọi điện thoại bên kia trái đất, họ gọi về cho người thân của họ ở tại Việt Nam, khích lệ, kêu gọi, mời những người thân của họ đến với Chúa, tin nhận Chúa. Nghĩa là chúng ta có thể áp dụng nhiều cách, nhiều phương tiện, miễn là làm sao chúng ta mang tin lành của Chúa đến cho thân hữu của mình. Gần đây chúng tôi được biết có một cái vị tỷ phú mà gặp Chúa, và ông được cảm động mà nói rằng ngày Chúa trở lại thì gần lắm rồi, mà nếu mình cứ giảng cho từng người như thế này thì biết bao giờ 8 tỷ người trên cái đất này nghe được tin lành. Cho nên ông được cảm động để ông hỗ trợ cho cái chương trình truyền giảng qua những trang web, qua những cái video ngắn, qua những cái YouTube vân vân, để rồi từ đó đưa tin lành đến khắp nơi. Và xin Chúa cho chúng ta sống trong cái thời đại cua rốt này, chúng ta có thể tận dụng nhiều phương tiện để công bố tin lành, mang tin lành đến cho thân hữu, cho đồng bào của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến cái việc truyền giảng cho đám đông ở đây trong cái tài liệu. Chúng ta xem trang số 2, truyền giảng cho đám đông. Thân hữu chúng ta không phải là lúc nào họ cũng mở tai, mở lòng. Có những lúc họ bịt tai, họ khép lòng, như chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 9 câu 53 đó. Chúa Giêsu và đoàn truyền giáo của Chúa định vào Samari để Chúa giảng tin lành, để Chúa công bố phúc âm. Nhưng họ từ chối, họ nói không, không, chúng tôi không có quan ngân ngài. Quý vị ơi, khi thân hữu chối từ thì sao? Chối từ thì sao? Xin Chúa cho chúng ta đừng giống như ông Giang Boa nè. Ông Giang với ông Giang Cơ nóng quá, giận quá. Chúa đi đến đâu ơn phước đến đó, Chúa đi đến đâu phép lạ đến đó, mở cửa ra mà đón Chúa, trải thảm đỏ mà đón Chúa, đằng này còn bày đặt xua đuổi nữa. Cho nên hai ông mới nói gì? Chúa ơi, cho con sai lửa từ trời thiêu rụi cái thành này đi cho rồi. Giận quá. Chúa rè, tâm thần nào
xui khiến các ngươi nói như vậy? Cái tâm thần này, cái tinh thần này, nó không đến từ Chúa đâu. Không đến từ Chúa, bởi vì Chúa không muốn quăng ai vào trong hồ lửa đâu. Cho nên Chúa rầy Giăng và Gia-cơ, họ chưa nghe, họ khép lòng. Thì mình đi, và Chúa dẫn đoàn truyền giáo đi ra khỏi Samari. À, quý vị nhìn cái bản đồ của Sứ Thánh thì quý vị biết đó, hai cái đầu ở trên là Galilee, ở dưới này là Giu-đê, thì nằm ở giữa là Samari. Mà chúng ta biết là người Samari với người Do Thái, cái mối quan hệ nó không suôn sẻ. Và vì vậy cho nên người Do Thái thường thường né Samari. Nhưng mà ở đằng này thì Chúa Giê-xu muốn đến, muốn giảng, nhưng mà họ không quan hình, từ đối, từ chối thì mình đi. Quý vị ơi, cũng xin Chúa cho chúng ta có cái tinh thần, cái tâm tình như Chúa chúng ta có đó. Đừng vội nản lòng, đừng vội thất vọng, bỏ cuộc. Có thể hôm nay họ bị tai, nhưng mà ngày mai họ sẽ mở tai. Và ở đây chúng ta thấy cái bằng chứng rõ ràng như vậy. Ở trong Công vụ đoạn 8 câu 6, tôi kính mời hội đồng chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Công vụ đoạn 8 câu 6, chúng ta cùng đọc. Đoàn dân nghe người giảng, thưa quý vị, cái người này là người nào vậy? Cái ông diễn giả mà nói người này là ai? Người này là ai? Chấp sự Philip. Philip cũng vậy, xuống tâm thành Samari mà giảng đạo, giảng tin lành tại đó. Đoàn dân nghe người giảng, thấy phép lạ người làm, đồng lòng lắng tai nghe người nói. Cái người này á, một chấp sự thôi. Mà quý vị có ngạc nhiên không? Lần trước diễn giả là Chúa Giê-xu, trưởng đoàn truyền giáo đến, không chịu nghe, đóng cửa, chúng tôi không hoan nghênh. Nhưng mà lần này một chấp sự tầm thường thôi đến, họ lại mở lòng mở tai nghe tin lành. Thưa quý hội đồng, thân hữu chúng ta có lúc dày lúc khác, cho nên cũng xin Chúa cho chúng ta cái tinh thần, cái tâm tình như vậy đó. Đối với thân hữu, đừng vội nản lòng. Mà cái hoàn cảnh của Ê-tiên để giảng tin lành không phải dễ, không phải thuận lợi. Bởi vì ở đây nói rằng những kẻ bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Quý vị có biết tại sao họ bị tan lạc không? Họ bị bắt bớ đó. Họ bị bắt bớ. Và vì họ bị bắt bớ mà không thể tiếp tục ở Jerusalem nữa, bây giờ họ đi túa ra Giu-đê, Samari và nhiều nơi khác. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, bị bắt bớ, bị tan lạc, họ vẫn không nản lòng. Chúa thương xót để chúng ta cùng có một cái tinh thần như vậy. Không chi có thể trói được tin lành của Chúa, không? Và vì vậy tin lành của Chúa được công bố trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta xem trọng tâm của bài truyền giảng tin lành là gì. Xin mời hội đồng chúng ta đọc xem thử trọng tâm của bài truyền giảng tin lành là gì. Công vụ đoạn 8 câu thứ 5, Philip giảng cái gì vậy? Xin chúng ta cùng đọc. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Quý vị ơi, trọng tâm của bài truyền giảng tin lành phải nói về Chúa Giê-xu, phải dẫn người ta đến với Chúa Giê-xu. Bởi vì chỉ có Chúa Giê-xu mới ban sự cứu rỗi, mới ban thiên đàng
cho thân hữu. Cho nên chúng ta không đưa thân hữu đến với tổ chức, đến với nhà thờ, nhưng mà đưa thân hữu đến với Đấng Christ. Và tại đây, chấp sự Philip giảng về Đấng Christ. Và chúng ta nhớ cái kinh nghiệm của ông sứ đồ Phaolô. Quý vị xem á, ông Phaolô nói cái gì? Chúng ta cùng xem ở trong Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 1 câu 2. Xin kính mời hội đồng chúng ta đọc hai câu kinh thánh này. Hỡi anh em, về phần tôi, hội thánh có nhớ không? Trước khi bước chân đến Corinto, công vụ đoạn 18, Phaolô đang ở đâu? Athen. Công vụ đoạn 17, ông đang ở thành phố Athen. Mà Athen là cái thành phố của những triết gia, triết lý, nói những cái chuyện cao xa, vời vợi. Và chúng ta thấy khi ở Athen, có những triết gia nói cái này nói cái kia, thì muốn triết thì Phaolô cũng triết, phải không? Cho nên chúng ta đọc ở trong công vụ đoạn 17 đó, ông cũng nói với những triết gia cái này, cái kia, cái nọ. Bởi vì ông cũng là một học giả nổi tiếng. Nhưng ông thấy rằng nó không ích lợi gì. Và vì vậy ông nói rằng, hỡi anh em, về phần tôi, khi đến cùng anh em, tôi không dùng những cái lời lẽ cao xa, khôn sáng, triết lý, không ai thua gì, không cứu ai. Và tôi đoán định rằng qua công vụ đoạn 18, ông đến Corinto, tôi đoán định rằng khi ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác, tôi chẳng nói sự gì khác ngoài nói về Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Thưa hội thánh, đây là sứ điệp quan trọng. Bởi vì chỉ có việc tin nhận Chúa Giêsu đã chết cho mình trên thập tự giá mới dẫn tội nhân vào thiên đàng. Và vì vậy cho nên trong lễ tiệc thánh, Phaolô cũng nhắc chúng ta rằng, anh em ăn bánh này, uống chén này, hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi vì sự chết của Chúa mang đến sự sống cho chúng ta, cho thân hữu. Sự hy sinh của Chúa mang đến sự tha thứ cho chúng ta. Và vì thế Phaolô khuyên chúng ta rằng, hãy nói, hãy giảng về Đấng Christ và Đấng Christ chết trên thập tự giá. Quý vị ghi những cái chỗ trống mà tôi chừa đó, có ý tại sao Phaolô khẳng định rằng tôi ở giữa anh em không có nói triết lý, không có nói gì cao xa, không có nói gì, chỉ nói về Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Bởi vì ông vừa mới rời khỏi cái thành phố triết lý, triết gia của anh. Bây giờ hãy đến với Chúa Giêsu để được cứu. Cho nên tôi khích lệ các hội thánh, quý vị chuẩn bị cho cái việc truyền giảng cho đám đông, truyền giảng cấp tỉnh, ban đại diện hợp tác với các hội thánh, nơi chốn thì giờ chương trình, rồi mỗi chi hội có cái chương trình truyền giảng cho cấp chi hội của mình, ban ngành, lứa tuổi, đối tượng, vân vân. Chúng ta nhờ ơn Chúa để tổ chức những cái buổi truyền giảng cho đám đông như vậy, để giúp đỡ cho nhiều người được biết Chúa. Bây giờ chúng ta đi đến phần thứ ba là truyền giảng cho một người. Khi nãy là chúng ta thấy rằng đoàn dân nghe người giảng,
thấy phép lạ người làm, đồng lòng lắng tai nghe người nói. Bây giờ thì Philip giảng cho một người cá nhân chứng đạo. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Công Vụ đoạn 8 từ câu 26 đến câu 40. Bài cá nhân chứng đạo ở đây: thứ nhất, theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, mặc dầu Philip đang kết quả lắm ở tại Samaria, như câu Kinh Thánh quý vị nghe đó, đoàn dân nghe người giảng, thấy phép lạ người làm, đồng lòng lắng tai nghe người nói, tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Công việc Chúa đang rất là phát triển như vậy thì đùng một cái Đức Thánh Linh bảo cái gì? Chúng ta đọc chung với nhau Công Vụ đoạn 8 câu 26. Xin kính mời hội đồng chúng ta đọc chung. Bây giờ quý vị ơi, nếu mà Philip mà cậy vào cái sự khôn ngoan của mình nói: Chúa ơi, con đang kết quả ở đây nè, Chúa thấy ông hội thánh phát triển, nhiều người tin Chúa, bây giờ Chúa thay đổi nhiệm sở của con, Chúa điều con, mà Chúa điều con đi đâu? Gaza. Quý vị thấy Gaza, cái Gaza hồi đó với cái Gaza bây giờ nó đang rất nóng đó, khác nhau dữ lắm. Cái hồi đó thì Kinh Thánh nói rằng vắng vẻ, ít, thưa thớt, dân cư ít ỏi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Gaza nó đang rất nóng trên thế giới đó. Quý vị thấy nó là cái nơi mà mật độ dân cư có thể được kể như là đông nhất thế giới bây giờ. Chỉ có một cái thẻo đó, chút xíu đó, mà khoảng 3 triệu người Palestine sống ở đó. Chen chúc mà quý vị nhìn thấy cái hình ảnh mà khủng khiếp đó, phải không? Bây giờ tan nát, đổ vỡ, chết chóc. Cái Gaza bây giờ nó đông đúc, nó chật chội. Còn cái Gaza mà thời mà chấp sự Philip được Thánh Linh Chúa sai đến là một cái nơi vắng vẻ, bởi vì Philip sẽ đến gặp một cái thân hữu đặc biệt, một cái thân hữu đặc biệt. Lát nữa tôi sẽ chiếu cho hội thánh coi cái hình ảnh là tại sao Chúa lại điều chấp sự Philip từ cái nơi đông đúc của Samari đến một cái nơi vắng vẻ của Gaza, bởi vì có một thân hữu đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải là ông là quyền cao chức trọng gì hết, mọi linh hồn bình đẳng trước mặt Chúa, mọi người như nhau, nhưng đặc biệt ở đây là vị trí của thân hữu này đặc biệt, mãi ở tận châu Phi xa xôi, lặn lội đến Jerusalem để thờ Chúa Trời. Và cái thân hữu đặc biệt này giống như một cái trái chín, một cái trái chín cây, lòng mềm mại lắm, lòng sẵn sàng lắm. Nhưng mà ông đến Jerusalem, ông thờ phượng Đức Chúa Trời theo cửa. Cho nên ông không biết rằng Đấng Messiah đã đến, Đấng Messiah đã chịu chết, Đấng Messiah đã sống lại vinh hiển, Tin Lành bây giờ được công bố. Ông không biết gì hết á, lặng lặng vào Jerusalem thờ phượng Đức Chúa Trời theo cựu ước. Ông đọc tiên tri Ê-sai, người bị người ta hiếp đáp, khinh dễ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng có người ra gì. Ông ngồi ông đọc muốn người này là ai, việc này xảy ra chưa nhỉ, vân vân. Rất tiếc là cái việc này nó đã xảy ra vang dội Jerusalem, nhưng không từ nơi xa đến một cái chính, một người ở một vị trí đặc biệt, một cái địa điểm đặc biệt.
mà lại tiếc quá không biết tin lành. Cho nên Chúa mới điều động ông chấp sự Philip đến gặp hoàng quan Ethiopia. Và chúng ta thấy, chúng ta lướt nhanh qua một chút ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị biết về cái thân hữu đặc biệt này. Ông đến mãi tận bên châu Phi á, đất nước Ethiopia. Năm 2010 tôi đến thăm Ethiopia. Và khi tôi đến thăm Hội Thánh Chúa tại Ethiopia thì quý vị biết không, phát hiện những điều đặc biệt lắm. Đa phần các nước châu Phi đều thuộc về Hồi giáo, Hồi giáo hóa. Có những đất nước mà 99% là Hồi giáo, 98% là Hồi giáo. Nhưng riêng Ethiopia, chúng tôi tìm hiểu công việc của Chúa đó, đi thăm các hội thánh, thì Ethiopia là cái đất nước châu Phi ấy, nhưng mà có 50% Cơ Đốc giáo, 50% Hồi giáo. Họ giữ được cái kết quả từ thời ông hoàng quan cho đến bây giờ. Ông được gọi là thân hữu đặc biệt. Đặc biệt ở đây là vì cứ ông đến từ một cái lục địa xa xôi, và ông tin Chúa rồi ông sẽ mang tin lành về cho cái lục địa của ông. Và chúng ta thấy kết quả nó còn cho đến ngày hôm nay. Và quý vị có thể nhìn thấy cái việc mà gặp gỡ giữa hoàng quan Ethiopia và chấp sự Philip. Quý vị nhìn cái mô hình ở trên bản đồ này, quý vị thấy từ nơi châu Phi xa xôi này, ông lặn lội ông đi tới Jerusalem thờ phượng Chúa. Chúng tôi hỏi khoảng cách bao xa thì chúng tôi được biết rằng nếu đi máy bay á là phải bay 4-5 tiếng đồng hồ từ Ethiopia tới Jerusalem. Ông lặn lội đi bằng ngựa, đi xe ngựa. Tôi không biết là bao nhiêu ngày nữa tới Jerusalem. Tấm lòng ông rất là tốt, mềm mại, nhưng mà ông không hề biết rằng Chúa Giêsu đã đến, Chúa Giêsu đã chịu chết, đã sống lại. Ông không biết. Cho nên Chúa tức thì sai chấp sự Philip đang ở tại Samari. Quý vị nhìn lên cái bản đồ, quý vị có thấy Samari chỗ nào không? Thấy không? Vâng, thấy. Thế thì quý vị thấy Chúa lệnh cho chấp sự Philip từ Samari phải đi đến Gaza. Ông hoạn quan từ Jerusalem trở về cũng đi con đường Gaza. Hai người gặp nhau tại đó. Và tôi thưa với quý vị chiến sĩ chiến đạo, bước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, phải vâng lời Chúa mà đừng bàn với cái sự khôn ngoan riêng của mình, đừng có trì hoãn lệnh của Chúa. Tôi tưởng tượng như thế này đi, Chúa sai Philip bây giờ đứng dậy đi đến Gaza thay đổi nhiệm sở. Ông nói Chúa ơi, con đang kết quả ở đây, đoàn dân nghe con giảng thấy phép lạ, thấy họ lắng nghe, mà Chúa thôi con hứa với Chúa tháng sau con tới đi. Thì cái gì? Không gặp được. Tuần sau con tới đi. Thì sao? Cũng không gặp được. Ngày hôm sau con tới đi. Cũng được. Vâng lời liền, đi liền. Mới có một cái sự gặp gỡ như vậy. Và quý vị thấy đó, cái chữ Gaza, ngay cái nơi mà họ gặp nhau, bây giờ cái nơi này nó đang tan thương chết chóc rất nhiều. Thế thì tại Gaza hoạn quan đã được gặp Chúa, tin Chúa, để rồi ông mang tin lành về cho quê hương Ethiopia của ông để có kết quả. Và bây giờ quý vị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh, tôi cho quý vị có thể nhìn thấy đây là trường kinh thánh ở tại Ethiopia. Chúng tôi có thể đã đến thăm trường kinh thánh của người Ethiopia. Cũng thưa thật với quý vị rằng ở Việt Nam mình thì thấy cũng nghèo quá, nhưng mà nếu quý vị
đã đến Ethiopia rồi. Quý vị thấy là họ còn nghèo hơn mình dữ lắm, nghèo đáo để luôn đó, phải không? Hết sức khó khăn. Đây là trường kinh thánh của họ. Rồi quý vị cũng sẽ thấy đây là cái ký túc xá dành cho các sinh viên, cũng đơn sơ lắm. Nó không bằng một phần cái ký túc xá của viện thánh linh đại học của mình. Rồi chúng tôi bước vào mà thấy cái thư viện của họ, chúng tôi thấy tội lắm. Nếu quý vị bước vô cái thư viện mà thấy rằng nó bằng những cái kệ bằng sắt, không? Kệ bằng sắt rất đơn sơ, nhưng cảm ơn Chúa, họ đứng vững được trong Chúa trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy rất đặc biệt. Mà cái hạt giống từ thời của hoàng quan Ê-thiô-pi nó tồn tại, nó còn lại cho đến ngày hôm nay. Rồi một cái nhánh tiếp theo nữa ở tại Ê-thiô-pi là chính thống giáo. Chính thống giáo thì họ có được cái ngôi nhà thờ tương đối là nó đẹp đẽ hơn. Như vậy tôi muốn hồi thánh quay lại một chút về cái tài liệu ở trang số 3 đó, nói về thân hữu đặc biệt là cái ông hoàng quan này. Ông đặc biệt là bởi vì cái vị trí của ông ở cái châu lục này, để ông có thể mang tin lành về cho quê hương của ông. Rồi chúng ta cũng xem ở trong trang số 3 cái lạ điểm để ông Philip ông làm chứng về Chúa là cái gì. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đọc chung Công Vụ đoạn 8 câu thứ 30. Chúng ta cùng đọc cái câu Kinh Thánh này. Xin khởi sự. Philip chạy đến. Quý vị, cái lạc điểm, cái nhịp cầu để chấp sự Philip có thể bắt chuyện. Hãy nhớ ông Ê-thiô-pi này là quan bộ trưởng kinh tế, không phải vừa đâu. Cho nên ông có cả một chiếc xe ngựa, ông đi thì chặng đường xa, ông tới Jerusalem, ông là quan quyền. Philip chấp sự dân giả, làm sao dân giả có thể lên ngồi gần bên ông quan được? Nhưng mà vẫn có cách. Philip đánh đúng vô cái nhu cầu, nắm đúng vô cái lạc điểm. Ông hỏi là buông là thưa thưa quan, ông đọc như vậy thì mong hiểu được cái gì không? Ông nói không ai giải thích, cho nên ta không hiểu. Quan có thể cho phép tôi lên để tôi giải thích. Không nói được, mời mời lên. Rồi thế là người dân ngồi bên cạnh ông quan để giảng nghĩa về tin lành, giới thiệu về tin lành. Chúa cho chúng ta trong cái việc cá nhân chứng đạo khôn ngoan bén nhạy để nắm được những cái lạc điểm làm chứng về Chúa. Quý vị ha, cái lạc điểm làm sao để mình có thể giới thiệu tin lành một cách hết sức là nhẹ nhàng, để thân hữu mở lòng mở tai lắng nghe. Tôi nhớ có một lần tôi đi từ Quy Nhơn vào Sài Gòn. Trước khi lên xe thì tôi nghĩ rằng chặng đường dài quá, tôi phải mua một quyển sách để suốt cả ngày ở trên xe tôi đọc. Tôi ghé tiệm sách ở Quy Nhơn, tôi thấy có cuốn sách cũng rất là cái đề tài hấp dẫn, Màu Da Thượng Đế. Tôi nói xa cái đất nước này, hoàn cảnh này mà có nói về Thượng Đế là hay đây, tôi mua. Lên xe tôi bắt đầu tôi mở ra tôi đọc một trang, hai trang, ba trang, toàn là những cái lời lẽ xúc phạm Chúa, xúc phạm Cơ Đốc giáo. Mình thấy tựa đề là Màu Da Thượng Đế mình thương thôi, nhưng mà không, tôi thấy hỏi ôi thế thì tôi đây đang xem, tôi nói ồ tào lao. Tôi xếp lại thì cái ông đang ngủ ngồi gần bên tôi á, hôm nay thành anh bây giờ anh không đọc nữa, cho tôi mở cuốn sách này được không? Quý vị, trong cái hoàn cảnh này quý vị tính sao? Cái người này mượn cuốn sách mình không cho,
thì nó gì? Mà mình cho người này cái cuốn sách này á, thì nó càng hại nữa. Bây giờ khó xử lắm. Tôi đưa cho cái anh đó, anh mới đọc một trang, hai trang, cái tôi tìm cách tôi gọi chuyện để stop lại liền. Tôi nói xin lỗi, có lẽ anh chưa bao giờ biết về Thượng Đế mà. Tôi nói không, tôi không biết gì về Thượng Đế. Tôi tiếc quá anh không biết về Thượng Đế, mà bây giờ tôi để cho anh đọc cái cuốn sách này, nó làm cho anh hiểu về Thượng Đế, nó méo mó hết, nó nói không có đúng. Cho nên xin phép anh cho tôi nói về Thượng Đế cho anh nghe cho nó đúng, cho nó chính xác, tốt hơn là anh đọc cuốn sách này được không? Thế nói thôi được, anh nói đi. Thế là bắt đầu từ đó tôi làm chứng cho anh vô cho tới Nha Trang rồi. Anh mừng quá, anh nói là lần đầu tiên tôi được nghe biết về Thượng Đế, và anh cũng tốn thì giờ để anh nói cho tôi. Cho nên bây giờ xin phép anh trưa nay ở tại Nha Trang thì ăn cơm đó, anh cho tôi bao lại cho anh ăn. Quý vị thấy làm chứng nó tốt rồi đó. Tôi trả tiền cơm trưa cho anh, tôi nói được. Thế là chúng tôi làm bạn với nhau trong hành trình đó, và cho tới Sài Gòn chúng ta nắm những cái lạc điểm. Như Hoàng Quang ở đây đã có cái lạc điểm là đang đọc sách tiên tri Esai mà ông không hiểu gì hết. Philip đã từ chỗ kinh thánh đó để giảng về Chúa. Và chúng ta thấy cái nền tảng, cái nội dung của bài làm chứng là gì? Bây giờ tôi kính mời Hội Thánh chúng ta đọc chung với nhau câu thứ 35. Nền tảng và nội dung của một bài truyền giảng tin lành là gì? Xin chúng ta cùng đọc. Philip bèn mở miệng. Thưa với quý vị chiến sĩ chính đạo, nền tảng của bài truyền giảng tin lành của chúng ta là Kinh Thánh, là lời của Chúa. Chúng ta có lời của Chúa mà thế gian không có. Họ có sách này, sách kia, châm ngôn thế này, thế nọ của đời. Nhưng chúng ta có lời của sự sống. Cho nên Philip bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó. Và xin Chúa cho chúng ta cũng dựa vào trong lời của Chúa để có cái sức mạnh để truyền giảng. Khi tôi học môn chứng đạo ở tại viện, giáo sư có kể cái câu chuyện ban chứng đạo ra đi làm chứng, bước vô cái nhà thân hữu kia, gõ cửa, họ ra mở cửa. Chúng tôi là những người tin lành ở chung quanh đây muốn nói về tin lành cho gia đình. Cái ông thân hữu đó không có thời giờ, không có thời giờ, ba cái chuyện tào lao, ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời, ra ra cũng bị sốc tiền. Nhưng mà chứng đạo viên nó cũng bình tĩnh đó. Bây giờ chúng tôi lỡ tới đây cho chúng tôi nói một ít, nó không cái người chứng đạo viên cũng kiên nhẫn nói vậy thì thôi, chúng tôi lỡ tới thì cho chúng tôi đọc cho ông nghe một câu kinh thánh rồi chúng tôi về được không? Thì ông thấy mất thì giờ mấy tin lành này, thôi được, đọc gì đọc đi, phải không? Cái người chứng đạo viên nó lập ra trong Luca đoạn 13, Chúa Giêsu phán: xong ta phán cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn sẽ bị hư mất. Ông ơi, ông xếp mình đánh lại, nói xin lỗi cho tôi nhắc lại lần thứ hai, Chúa Giêsu phán rằng nếu ngươi không ăn năn sẽ bị hư mất. Thì ông bước đi ra tới ngoài cửa, ông dừng lại, ông nói xin lỗi cho tôi nhắc lần thứ ba, xong ta phán cùng ngươi rằng nếu không ăn năn sẽ bị hư mất. Cảm ơn đi. Vì biết không, suốt ngày đó, hai ba ngày sau, cái ông thân hữu, cái câu minh thánh này nó tác động trong đầu ông. Không ăn năn thì bị hư mất, không ăn năn thì hư mất. Đến nỗi mà ông không còn bình an nữa, ông đến cái nhà thờ bên cạnh, ông hỏi chứ hư mất làm sao? Rồi người ta mới làm chứng cho ông. Ông mới tin Chúa. Thế thì quý vị ơi, lời năng quyền, lời có sức mạnh của Chúa. Cho nên nền tảng của chúng ta phải là lời Chúa. Rồi nội dung hay là trọng tâm của bài truyền giảng của chúng ta là
nói về Chúa Giêsu. Khi thân hữu mở lòng, mình làm chứng. Khi thân hữu khép lòng, mình cứ nhịn nhục như ân từ chờ đợi. Và bây giờ ở đây chúng ta thấy, khi bắt tem cho người tin Chúa như thế nào? Khi thân hữu mở lòng, thì xin quý vị chúng ta đọc với nhau câu số 36, câu 1 đoạn 8, chúng ta cùng đọc. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước. Vâng, thưa với hội đồng, khi thân hữu đã mềm lòng thì xin chúng ta đừng có để họ đứng ở ngã ba. Suy nghĩ đi, về tìm ông mục sư đi, về tìm cái nhà thờ nào đi. Coi chừng mình để thân hữu cứ đứng ở ngã ba đường, ma quỷ chim trời nó đến nó gấp cái hạt giống nó đi mất. Cho nên khi mà lòng họ đã mềm mại như ông hoàng quan này, ông nói rằng: này, có sự gì ngăn cấm tôi chỉ bắt tem không? Bây giờ tôi muốn tin Chúa quá rồi. Và lập tức chấp sự Philip nhân danh Chúa để làm bắt tem cho hoàng quan. Xin Chúa cho chúng ta cũng có cái tinh thần này. Nếu mình thấy con hữu mình giống như trái chín, trái chín mà mình không hái nó rụng mất. Cho nên trái nó là chín, hái đem về kho, chim trời nó ăn hư mất. Cho nên hãy nắm lấy cơ hội. Rồi chúng ta thấy bắp tem cho thân hữu, bắp tem như thế nào? Xin chúng ta cùng đọc chung câu 38. Xin ra cùng đọc. Người biểu dừng xe lại. Vâng, chúng ta sẽ thấy có ba điều ở đây. Điều kiện để nhận lễ báp têm là gì? Nếu người tin đó. Ở trong Mác đoạn 16 câu 16 rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành, ai tin và chịu báp têm được cứu. Cho nên điều kiện để nhận tánh lễ báp têm: tin. Cách thức báp têm, tôi hỏi quý vị, ông Hoàng Quang ông nói với ông Philip rằng: có gì ngăn trở tôi chịu báp têm không? Rồi ông mới nói rằng: này, có nước đây. Quý vị ơi, có phải nước này không? Cho tôi hỏi hãy chú ý nha. Chắc chắn ông Hoàng Quang ông đi cái đoạn đường xa như vậy, trên xe của ông có nhiều bình nước. Nhưng mà tôi hỏi là có phải ông Hoàng Quang ông lấy cái chai nước ông nói: này, có nước đây, có gì ngăn trở tôi là bắp tem, đúng không? Đúng không? Không. Nước mà Hoàng Quang muốn nói đây là gì? Nước ở dưới suối á. Đi ngang không thấy dòng suối có nhiều nước. Và ở đây cho chúng ta thấy là gì? Bắp tem đúng cái cách trầm mình xuống nước. Cho nên ở đây có cái từ là xuống nước, rồi từ dưới nước bước lên, chứ không phải là mình rửa tội. Cho nên hội thánh chúng ta cử hành thánh lễ báp têm rất là đúng theo lời của Chúa. Cách thức báp têm như vậy. Rồi chúng ta thấy cái thời điểm, quý vị sẽ thắc mắc, quý vị nói: ông sư ơi, sao Hoàng Quang này ông mới tin Chúa thì ông được báp têm, còn hồi đó tôi nhớ tôi tin Chúa xong 3, 4, 5, 6 tháng mới được báp têm. Bây giờ giữa quý vị với ông Hoàng Quang nó khác nhau ở chỗ nào? Sao ông này mới tin Chúa ông được báp têm, còn quý vị phải là 5, 6, 7 tháng? Khác nhau ở chỗ nào quý vị?
ông hoàng quan này đã có lời của Chúa trong cửa. Ông ngồi đọc say mê Thiên Thi Ê-sai 53 và nhiều chỗ khác. Ông đã có nền tảng của lời Chúa. Và bây giờ ông có lòng tin, ông được nhận Thánh Lễ Báp Têm. Cho nên Chúa ban phước để rồi Chúa cho chúng ta sẽ áp dụng thực hành hai cái phương pháp truyền giảng. Một, giảng cho đám đông. Hãy cậy ơn Chúa ban đại diện các chi hội, chúng ta sẽ tổ chức những chương trình truyền giảng Tin Lành, nhất là trong mùa nhạc lớn Giáng sinh năm nay, truyền giảng đám đông. Thứ hai, xin Chúa cho chúng ta thực hành cái việc cá nhân chứng đạo. Tôi không biết, cho tôi hỏi ha, từ hồi quý vị tin Chúa tới bây giờ, ai trong chúng ta đã dẫn đưa được một người về với Chúa? Xin vui lòng đưa tay dừng cho tôi biết. Ai đã đưa được một người về với Chúa? Cảm ơn Chúa, tôi mừng lắm vì thấy, phải không? Tôi thấy rất nhiều cánh tay đưa lên. Và cho tôi được hỏi, từ ngày tin Chúa đến bây giờ, ai trong chúng ta đã từng mở miệng làm chứng nói về Chúa cho người khác, cũng đưa tay cho chúng tôi biết. Rồi bây giờ thời gian nó nhỏ hơn chút, gần hơn chút. Từ đầu năm 2024 đến nay, tức là 9-10 tháng, ai trong chúng ta đã từng mở miệng làm chứng về Chúa cho người khác? Xin cho tôi biết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta nắm cái cơ hội mùa gặt lớn đang đến, để Chúa cho chúng ta thực hành cái việc cá nhân chứng đạo và tổ chức những buổi truyền giảng Kinh Lành để cứu nhiều người. Chúa ban phước cho quý cụ, quý bạn chị em.